Boom, 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 yeah.
bụng nha. Thank you.
Thank you.
con ơi. Con đi đâu rồi? Con ơi. Con ơi. Đuổi con ơi. Con ơi. Con. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ồ. Con ơi. Con ơi. Con à. Con đi đâu rồi? Con ơi. Con ơi. Con ồ. Con ơi. Con ơi. Con. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con à. Con ơi. Con đi đâu rồi? Con ơi. Con ơi. Con. Con ơi, con à. Con à.
not. Mình sẽ béo bộ mà ta xí ơ bảy mái kia ra cháu ơi. Không khuẩn à, không khuẩn gì kia cháu hả? Không khuẩn. Ôi hình như mình hái nhà lóm khuẩn nhìn. Nó gặp ơ ạc. Mà ta xếp bề mái kia nó cháu ấy. Nó cũng buồn nó. Không buồn. Ờ, dân ta trẻ hoa như kia dân buồn. Không buồn nào ạ. Ừ, không buồn. Nói cho đom ním buồn. Con ơi, con à, con ơi, con ơi, con ơi. Thank you.
Ngồi cẩn thận, đứng cẩn thận. Rồi, đứng dậy nào. Thank you.
Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi.
chàng ơi.
Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Bị lạc ở đâu ấy? Ở trong kia bị lạc 2 ngày rồi tìm không thấy. À lỗi, ở chỗ nào đấy? Ở trong suối kia. Ở thế đi đi em nhờ vâng, anh em kia. Đi đi tìm hộ xem. Con mà đi nó 2 ngày mới hôm nay trời rét này. Ừ, tí nếu mà không thấy thì huy động bà con đi tìm. Thế tìm không thấy thì bảo sớm chứ từ hôm qua đến hôm nay nó chả đói lắm à. Không thấy bảo lực lượng công an người ta tìm dân. Ở đâu ấy? Hôm qua đi lạc ở đoạn này này. Ở đoạn này lên á? Vâng, tìm đi tìm thì không thấy rồi. Nó lại không kêu, không khóc thì gọi thế nào? Tên con là gì đấy? Na. Na, Na ở đâu đấy? Na ơi! Đang trốn ở đâu đấy? Khu này thì nó lạc đi đâu nhỉ? Con ơi! Ờ? Na ơi! Cháu ơi, đi đâu rồi? Về đi!
ai đến đây theo họ đi? Không biết được. À, họ đi rừng hay đi đâu gặp thì nó đi theo họ đi. Nó còn bé thế này làm sao mà nó khác đi được xa thế? Hôm qua tìm thấy cái áo của nó rơi ở đây. Cái áo nó rơi ở đây á? Nó đi đâu được nhỉ? Ai nào nó cởi áo bỏ ở đấy, nó đi theo ai đi thôi. Đây chắc đi rừng ai đi qua đường đi họ thấy một mình trẻ con thì họ tưởng là đi lạc ha, họ gọi đi theo không biết. Nó này. Em cứ ở đấy chờ đi. Bọn anh lên xem tìm một tí xem ơi, thế nào. Ơi, về đây. Na ơi. Ở đâu ơi? Cháu ơi, đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi nhỉ? Đây à, thì đến giờ là đói lắm rồi. Ai đi chợ ăn thế? Na ơi, có phải cháu ở đây không? Ơi, đi đâu rồi? Về với mẹ đi. Ở bên thấy có cái vết nó lên đấy không? Không thấy có. Tưởng nó ngã ở đây thôi. Na ơi, đi đâu rồi? Về với mẹ đi. Ơi. Bên này chắc là người họ đi rừng là nó thấy trẻ con nó tưởng đi lạc là nó gọi đi theo thôi. Đi đi hướng kia xem nào. Ở đây nó chỉ chắc đi hướng bên này đường đi khó trẻ con chắc không đi được. Sao nó lại đi lạc ở đây nhỉ? Chắc nó đi lạc theo ai? Na ơi. Nếu mà không thấy thì phải về bảo anh em làng xóm người ta về hộ tìm thôi. Này, để đi đâu được? Cháu ơi, đi đâu rồi? Về với mẹ đi. Sao nó lại được? Nó ở khu này thì gọi chắc nó phải nghe thấy chứ. Na ơi, đâu rồi? Về đi. Thưa bác đi. Ở bên đấy có ấy không? Có khả thi nó lên đấy không? Bên này cũng thấy. Thế đứa này nó có bố không? Thế mối mẹ không nhỉ? Hình như có mối mẹ thôi, không có bố đâu. Không có bố à? Thế bố nó đi đâu rồi nhỉ? Cũng chẳng rõ lắm, không biết được. À ừ. Chỗ này cái kiểu nó ở đây có trẻ con đến đây, có người đến đây. Ô, ở đây thấy có một chân tất ở đây này. Ở đây thấy có một chân tất trẻ con chắc của nó rồi. Ở đâu? Thế nào? Đây này. Nhưng mà ở đây thấy nó ngồi đây mấy một tí, chắc nó cũng đến đây. Chắc nó tìm không thấy mẹ nó ở đấy khóc. Đợi không thấy xong nó đi đâu rồi? Nhưng mà ở khu này gọi nó phải nghe thấy chứ nhỉ? Đâu? Thế nào? Đây này, nó đây này. Chắc là tất của nó rồi này, tôi thấy nó chỗ này tất. Ngồi có người ngồi mới ở đây, chắc nó đến tất đây. Tất trẻ con chắc nó ngồi đây. Nó nghịch hay là nó về ngồi đây không thấy này. Mẹ xong là nó đi đâu nhỉ? Đây ở khu này thì cái tất nhưng mà tí xuống dưới kia ngồi nghỉ xong nghiên cứu xem như thế nào đó.
phải xem mẹ nó xem tết này có phải của nó không. Ừ. Ừ. Ngồi nghỉ tí đã, xem tình hình thế nào đã. Bây giờ cái này là chắc là tất của nó. Bây giờ mình xuống hỏi xem mẹ nó xem cái này tất có phải của nó. Chắc chắn là của nó rồi. Bây giờ mình anh em mình ít người này không biết tìm ở đâu thấy đâu. Tình hình này chắc báo lên huyện nó cử người xuống để hộ tìm hay nào, lực đúng lượng rồi. Dân quân ở đâu về nó về hộ. Anh em mình xuống dưới thôi nhỉ. Vâng, bây giờ là về báo cáo huyện nó cử lực lượng xuống về hộ tìm dân quân công an nó. Chứ hai anh em mình làm sao mà biết tìm đâu. Bây giờ phải cử thêm người hay như thế nào, xem xin ý kiến của huyện nó làm như thế nào. Chúng mình hiếm nay mà dân quân về đây. Mẹ thì thế sao nó lại dẫn về đến đây là bỏ nó lại đi lạc. Này về xem nghiên cứu lực lượng như thế nào về hộ thôi. Bây giờ hỏi xem tình hình báo cáo lên cấp trên xem. Ở đây thấy có một chân tất này, có phải của nó không? Có xem rồi. Đây ở trên tảng đá. Phải đây. Thế nhưng mà tìm quanh đấy không thấy. Tình hình này là thế đồng chí đi về xem xin ý kiến xem tìm thêm lực lượng dân quân về hộ tìm. Thế em cứ theo đồng chí này về đi. Em không về đâu, ở đây đợi con thôi. Đi về đi. Có sao đâu này, bọn anh không ở đây thì đi về đi, không lo ở đâu. Ở đây để xem địa bàn nó như thế nào, ở đây chờ xem tí đồng chí kia nó xin lực lượng về hộ tìm. Chứ còn hai anh em bọn tôi cũng không tìm thấy được đâu. Em cứ về đi, anh ở đây xem bảo vệ hiện trường ở đây để chờ đồng chí kia về xin lực lượng dân quân hay cử thêm người về hộ tìm. Vâng. À, tôi ở đây thì em cứ về đi, không phải ở đây đâu, về xem trẻ con nhỏ này ở đây không ổn đâu, ở trong rừng này không được, cứ về đi, em cứ về đi, anh ở đây, em cứ về đi nhá, vâng. Cứ về nhà chờ bọn anh, cứ tin vào bọn anh sẽ tìm thấy con cho em, không sao đâu, bây giờ cử thêm lực lượng về là. Mẹ đấy, mình cứ đón thôi. Thank you.
Oh.
cha mẹ bế ra. Xuống đôi dưới này. Con thức thế này. Con đi làm bát để ăn cơm ấy. Đói hả? Đây đây con. Vô em bé. À, nhi ăn cơm, nhi ăn cơm, nhi ăn cơm. Ăn trôi. Con giỏi lắm đấy. Con múc cơm cho mẹ.
cơm ra ăn. Lô kia còn nóng lắm. Đấy, lấy vào bát này. Rồi, mẹ chan canh cho con nhé. Ôi, rồi. Con mặc cái đũa nè. Nhưng mà con có cái đũa. Con ăn cái này. Ừ, lấy cho. Được. Ăn đi. Ăn đi. Mẹ con ăn gì ạ? Dạ. Vâng. Ăn một tí đã. Vâng. Nếu không cho con ăn nè. Quả trứng này là quá. Mày... Khổ quá. Nào con tự thử nào.